chết tiệt, mình mà ở đó thì thế nô bồ tèo. Đừng có đùa với nhà khoa học. Đã định mệnh bắn của tôi. Hồi vãi, quân mình nằm hết rồi à? Cứu vậy. Ma ơi, may mà mày đến kịp rồi. Mau dùng sức mạnh đặc biệt đi. Đúng là cô máy tao làm ra có khác. Đi vui vẻ nhé cưng, thích chỉ còn không. Chả biết ai sắp chết đầu. Cái gì đang tới vậy? Thôi bỏ mẹ tôi rồi. Đúng rồi, bắn tất tay đi mày. Không. Chết chết, tế bào không tàn sát. Tí nữa thì ngòm. Mà thôi, đằng nào chả ngòm. Tiến sĩ đã không chạy thoát được rồi thưa ngài. Ta biết rồi, ngươi đi trước đi. Thả ta ra ngươi là gì vậy? Tội phản quốc là không thể tha thứ. Ta biết là ngươi muốn làm vậy. Cái gì thế này? Giờ thì hết kiên nhé. Thả tao ra. Nó đâu rồi? Thật đáng thương hại. Có lẽ nên kết thúc trận đấu thôi.
cái quái gì vậy? Chúng ta sẽ trả thù cho Berlanger. Cái này xịn đấy, mang nó về cho tôi. Chuyện nhỏ. May quá, mày vẫn sống. Về nhà tao sẽ sửa mày xịn sò hơn. Chúng tôi đã sửa xong. Cảm ơn các anh. Cậu bị bắt vì có liên quan đến cái chết của Berlanger. Cậu có quyền giữ im lặng. Giải cậu ta đi. Cô cứ để tôi yên. Ôi không, sao anh lại bốc cháy? Anh đánh hay lắm. Cậu đừng có làm quá sức. Ở đây vậy là xong. Tất cả chúng ta đã sẵn sàng. Hãy tiếp tục với địa điểm đầu. Mở cổng nào. Tất cả chỉ còn là quá khứ. Mình phải đi tiếp thôi. Trái bom này đi. Không. Không sao chứ ông? Ôi, tôi xin lỗi.
khóa mục tiêu và bắn. Có cô em xinh tươi ở đây à? Thôi không ổn rồi, chạy mau. Là tôi đang điều khiển đó bà, đừng lo nha. Hay quá, thế mà bà cũng nghĩ ra. Tiến sĩ, đứa nào đang ở trong đó thế hả? Dám mạo phạm người bạn của ta thì ngươi chết chắc rồi. Không được, TV Woman. Bỏ cái thùng đó lại. Ngươi nghĩ ngươi đang làm cái quái gì ở đây vậy hả? Đây sẽ là mộ chôn của ngươi. Các người nghĩ ta sẽ chịu thua sao? Kẻ sẽ thất bại là các người đó. Vậy thì tới đây, tao sẽ xử mày. Đòn này là dành cho tiến sĩ. Mày nói ít thôi. Đây sẽ là lần cuối mày thấy được tao, nên hãy chịu chết đi. Cái quái gì thế? Tao không ngu đâu. Ha ha, thằng ngu. Mẹ thằng chó này lại dình bò xả nước. Sao đầu mình lại đau thế nhỉ? Làm ơn đừng có đâm thủng màn hình của tôi lần nữa nhé. Tiêu diệt bọn nó. Mày là của tao. Sám hối đi. Thằng khốn phiền phức này. Cho tôi xin cái chân nhé. Ôi trời, tay tôi. Giờ thì mày mới là của tao nhé. Dừng lại ngay. Trên kia người đẩy gì đấy? Ôi rồi ôi. Thì xem ai mồm to hả? Dừng lại đi, nếu tao chết, bọn mày sẽ không thể biết bí mật này đâu.
Đừng có tìm cách trốn thoát, mày đừng nghĩ chạy được. Xem ra vận may của tao vẫn còn. Nó lại chạy thoát. Tức cha là tức. Hãy đợi đó. Cụt mất một chân rồi. Không sao, vẫn chiến tuốt. Cho tôi đi với. Lên đây tôi chờ. Tộc TV có người mới à? Để tôi giúp cô. Cảm ơn anh. Tôi xin lỗi, mắt kẻ máy xịn sò rồi. Thôi bỏ đi bà ơi, đi nào. Khóa rồi à? Thế phá cửa thôi. Tất cả các bạn đều là con người sao? Chúng tôi là những người đang thủ ở đây. Thật mừng vì các bạn vẫn còn sống. Nhìn kia, có thứ gì đang đến. Mày không thể chạy mãi được đâu. Hãy cho ta cơ hội để cung cấp thông tin. Sau tất cả những gì mày đã làm mà muốn được tha thứ sao? Không bao giờ. Tên nhát gan. Tôi đã gắn camera vào người anh rồi. Lên đường bình an. Đi nào. Mau bảo vệ ta. Rõ thưa ngài. Đưa đầu của ngươi đây. Vào đi mọi người. Mọi người mau ra khỏi đây đi. Làm tốt lắm, thằng chó. Bọn này bị nhiễm virus rồi. Cút ra. Đầu óc chúng mục nát rồi. Đốt cháy tất cả.
hãy lo việc của mình đi. Tiến sĩ, ông xem này. Mau tất cả về ra đó đi. Họ làm cái quái gì vậy? Sao lại tất cả về ra? Tôi đã tìm thấy chúng. Ô anh bạn, lâu rồi không gặp. Theo kế hoạch đi, chào hỏi để sau. Dám thăm dò à? Chạy nhanh không bán mũi mất. Đi đâu vậy cưng? Chúng hiện tại đang rất yếu. Đây là thời điểm thích hợp để tấn công. Tôi sẽ cố gắng. Lần này chúng sẽ biết tay tôi. Không phải việc của bạn đâu. Hai người nên về nhà đi. Buồn vậy. Những lúc buồn thì ta phải bật nhạc lên chứ. Bắt volume lên anh em. Ý hay đó, tôi cảm thấy hết buồn rồi. Ngày hôm nay, chiến tranh sẽ kết thúc. Không, chờ đã. Đưa thủ lĩnh của chúng tới căn cứ của chúng ta. Và phải còn sống. Ông có thể yên không vậy? Chúng ta cần hiểu được bức tranh toàn cảnh trước khi quá muộn. Chuyện gì xảy ra thế? Còn một thế lực khác. Ta đã cảnh báo trước rồi nhưng các người không nghe. Giờ thì chịu chết đi. Anh hùng lần này. Mọi người mau chạy đi. Không, cà phê ra mà tàn tất. Tôi không thể để mất cả bạn nữa. Đi thôi. Chạy mau. Đừng trách bọn ta, có trách thì hãy trách các người.